Cái này cái linh sam nha các bạn. Cái này mình gửi luôn chậu. Cái này cái bộ vàng nhìn mới làm lại nên cũng hơi khó nhìn. Này phần dĩa dĩa mà xoay xoay cái nước cái này thì cái đế cũng đẹp á. Mình muốn cắt dĩa dĩa nhỏ 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 nhỏ. Cái này cây song hình lá kim, kim song hình. Cái này mình gửi combo nguyên cái chậu nha các bạn. Nó ăn trong cái chậu này cũng bích rồi. Thì mình cho cái hoành thế các bạn ơi. Cái heo thì được 29 nè. Cục dưới chắc được 30 ạ. Chiều cao nó được khoảng 38, 37, 38. Cái tàn ngang nó được khoảng 52, 53. Cái này chứ đóng cái kiện cũng bự ạ. Sam nha các bạn. Song hình lá kim.